Quên nhắc tới cái line fundamental mới nhớ hiểu. Khi mà mình đọc cái tên đó là fundamental, mình cũng không biết fundamental có nghĩa là gì. Nhưng mà sau khi mình search ra thì mình kiểu fundamental có nghĩa là basic. Thì tại sao hãng không đặt tên là dòng basic đi mà lại đặt tên là fundamental, kiểu nghe cho nó hơi hoa mỹ hơn chăng? Hi, welcome back. Mình là Momentum 8 và đây là YouTube channel của mình, Momentum 8 channel. Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái gì đó nó khác nhá. Mình tên là Bu, mình làm video về beauty và đời sống. Và như các bạn đã biết thì hồi trước mình có một cái video là mình chặt chém về cái declare rồi. Đó là so sánh bốn loại tone được của declare. Mà nhờ so sánh như vậy thì mình mới lò ra là declare Việt Nam nó còn cao hơi xa một chút xíu. Thì ở trong cái video đó thì mình cũng đồng thời mình mua luôn cả cái line fundamental, là cái line khá là mới của nhà declare. Thì cái bill điện tử thì mình để ở trong cái video đó. Hồi đó chung là mình cũng sẽ pop up cái bill ở đây luôn cho các bạn xem. Ok vậy nha. Thì thực sự là do là tiền của mình mua, mọi thứ là mình mua nên bây giờ mình không có sợ gì hết trơn á. Bây giờ mình sẽ review hết cho các bạn luôn. Cái như là khen thì khen, chê thì chê thôi, chứ bây giờ tiền mình bỏ ra đâu có sợ gì nữa đúng không? Xem hết video nha. À, nhớ cho mình một like và một subscribe cho channel của mình nha. Sắp được 100.000 sắp vào đó. Ok, cái sản phẩm đầu tiên mà mình sẽ nói cho các bạn trải nghiệm của mình là Fundamental Ampoule Mist. Đây là một cái chai xịt khoáng Life Fundamental. Quên nhắc tới cái Life Fundamental mới nhớ hiểu. Khi mà mình đọc cái tên đó là fundamental, mình cũng không biết fundamental có nghĩa là gì. Nhưng mà sau khi mình search ra thì mình kiểu fundamental có nghĩa là basic. Thì tại sao hãng không đặt tên là dòng basic đi mà lại đặt tên là fundamental, kiểu nghe cho nó hơi hoa mỹ hơn chăng? Nhưng mà kệ, ok không sao. Đây là một chai được quảng cáo là Ampoule Mist. Kết cấu của nó khá là lạ, tại vì nó không hẳn là thiên hướng về xịt khoáng, nhưng mà nó cũng không hẳn thiên hướng về một cái ampoule hay là một cái essence. Nó sẽ gần gần ở giữa một cái xịt khoáng và một cái essence hơn, tại vì nó khá là lỏng. Nhưng mà khi mà cái cấu của nó lên trên da, mình không biết tại sao nha, nhưng mà nó như thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó không có hoàn toàn nó thấm vào trong da, nó cũng không hoàn toàn nó bay hơi đi hết, mà nó sẽ để lại một cái màng hơi bóng vào trên da một chút xíu. Nhưng mà cái màng này nó sẽ không kéo dài lâu, nó sẽ kéo dài khoảng 30 giây cho tới cao lắm là 1 phút, sau đó thì nó sẽ bay đi hết. Nhưng mà cái đặc trưng này nó làm cho cái sản phẩm này đúng nghĩa luôn là một cái xịt khoáng dưỡng ẩm cực kỳ tốt. Tại vì mình thích dùng cái sản phẩm này sau khi mà mình rửa mặt hơn xong, sau đó là mình sẽ bỏ qua bước essence luôn cũng được, hoặc là mình dùng tiếp bước essence cũng được, tại vì về cơ bản sản phẩm này nó khá là mỏng và nhẹ. Và mình sẽ không thích sử dụng sản phẩm này sau khi mình make up để khóa cái nền lại, tại vì cái cảm giác nó để ở trên da của mình đây, khi mà mình để cái tay mình đây, các bạn sẽ còn thấy là maybe nó hơi bong bóng một chút xíu. Mình không có muốn cái cảm giác này tồn tại quá lâu ở trên da, tại vì nếu mà như vậy á thì rất là dễ bị bám bụi bẩn. Tại vì khi mà search bản thành phần thì các bạn sẽ thấy 82% nước ở trong này là chiết xuất từ cây trà xanh đến từ đảo Jeju. Thực sự là nước từ cây trà xanh nó rất là tốt, nó rất là giàu HGF, nó là một chất chống oxy hóa cực kỳ tốt. Đồng thời trong này còn có polyphenol nữa. Thì hai cái chất này thật sự rất là tốt, nó chống oxy hóa một cách cực kỳ mạnh mẽ luôn. Nó sửa chữa, đỡ cho da của chúng ta bị tổn thương DNA dưới ánh nắng. Và thật sự là có một số cái nghiên cứu mà mình đã đọc được á, là nó đã chứng minh ra rằng là cái chiết xuất này khi mà cộng với keo chống nắng thì nó sẽ gia tăng cái khả năng chống nắng của keo chống nắng hơn. Thật sự mình khá là thích dùng cái bộ này vào buổi sáng, tại vì cái khả năng hỗ trợ chống nắng của nó khá là toàn diện, nó khá là toàn vẹn. Vitamin C là một cái chất mà hỗ trợ chống oxy hóa khá là tốt, nhưng mà bản thân của nó lại rất dễ bị oxy hóa. Vì vậy thông thường thì các bạn sẽ thấy là mình thường hay thích sử dụng các loại mà nó hỗ trợ chống oxy hóa nhưng mà nó bền hơn, ví dụ như glutathione hoặc là chiết xuất trà xanh. Thì ở trong em này, nước trong này là chiết xuất trà xanh nha, 82%, rất là nhiều luôn. Ở trong sản phẩm này thì còn có chiết xuất gạo và vitamin E nữa. Bản thân chiết xuất gạo của nó cũng đã chứa các loại dầu để chống oxy hóa khá là tốt, và chiết xuất gạo hay là vitamin E đều là những cái chất mà sẽ là dưỡng ẩm cho làn da của bạn khá là tốt. Vì vậy nó tạo nên cho cái sản phẩm này một cái kết cấu mà nó hơi không được khô nhanh cho lắm và nó sẽ hơi dính trên làn da của mình. Nhưng mà để dùng sản phẩm này như thế nào thì tốt, dưỡng ẩm rất là tốt. Cái sản phẩm này nó chỉ bị một cái khuyết điểm chút xíu thôi, đó là mình thấy là của cái bộ này nó có 4 sản phẩm thì 3 sản phẩm kia đều chứa copper peptide, có nghĩa là peptide tự động đó. Thì chỉ có riêng cái sản phẩm này thì nó không có cái peptide tự động đó thôi. Đây là một cái hơi đáng tiếc một chút xíu ở cái sản phẩm này, còn lại thì sản phẩm này nó khá là tốt. Thôi là lỡ kể ra rồi thì kể ra hết luôn. Thì ở trong cái này còn có chiết xuất ngày cứu nữa. Chiết xuất ngày cứu thì nó khá là dịu cho da mụn, khá là tốt cho da mụn. Sản phẩm này cũng không chứa cồn và không chứa hương liệu luôn, nên da mụn xài sản phẩm này cũng khá là được. Nói chung là khá là được nha. Còn cái cảm giác dính dính tới bây giờ nó vẫn còn đây nè. Thì nói chung là đừng dùng nó sau khi mà make up, thật sự lời khuyên của mình luôn đó. Ok, cái sản phẩm tiếp theo mà mình sẽ review cho mọi người, đây là Declare Fundamental Watery Oil Drop. Đây là một loại dầu dưỡng base nước, nhưng mà khi swatch ra nó vẫn là dầu. Thật sự kết cấu như thế này nó hơi lạ. Thật sự là làm kết cấu kiểu đây,
nó chảy. Ví dụ như mình đã nhỏ ra trên tay thì các bạn maybe có thể thấy là nó chảy ra như nước. Nhưng mà khi squat ra nhé, nó bóng y chang như dầu. Thì ok, watery or drop, không có vấn đề gì cả. Thì đây là một loại dầu dưỡng mà nó cũng lưng lửng. Nó không hẳn là dầu dưỡng, nó cũng không hẳn là serum hay essence. Nó vẫn là một cái gì đó nó lưng lửng. Thì hỏi là da nào sẽ phù hợp với sản phẩm này? Một cái sản phẩm lưng lửng thì nó sẽ rất phù hợp với tất cả mọi làn da. Ví dụ như nếu là bạn da dầu, bạn muốn xài sản phẩm này được không? Được, tại vì cái cấu của nó không quá oi. Bạn da hỗn hợp xài được không? Xe hỗn hợp sẽ xài sản phẩm này cực kỳ thích. Da thường sản phẩm này cũng sẽ cực kỳ thích luôn. Nhưng mà maybe là da khô thì sẽ cảm giác là sản phẩm này nó hơi thiếu ẩm một chút xíu. Và maybe là các bạn sẽ phải cần một cái loại kem dưỡng nào đó khác để hỗ trợ kiểu khóa ẩm lại tốt hơn. Nhưng mà để hỏi mình thì như thế nào thì ok, đây là một cái đi khá là khôn ngoan. Tại vì nó lưng lửng như thế này thì nó tiếp cận được đa số mọi người hơn, các tập khách hàng mới nhiều hơn. Thì ok, về kết cấu thì mình không có phàn nàn gì hết, chỉ là nó hơi lưng lửng và mình kiểu bất ngờ về cái sự lưng lửng này thôi. Còn về bản thành phần thì ở trong này cũng sẽ chứa nhiều các loại chất xúc trà xanh, vitamin E, polyphenol để hỗ trợ kiểu chống oxy hóa cho làn da. Nói chung là khá là tốt. Thì cái line này hầu như là các bản thành phần nó sẽ na ná nhau hết. Nhưng mà đặc biệt một cái đó là ba sản phẩm còn lại là nó sẽ chứa copper peptide, có nghĩa là peptide từ đồng. Thì ở trong sản phẩm dầu dưỡng này cũng chứa peptide từ đồng luôn. Và như mình đã nói ở trong một video trước rồi thì cái loại peptide từ đồng này nó khá là tốt cho làn da của bạn. Nó hỗ trợ làm tăng sinh collagen type 1 và type 3, đồng thời còn hỗ trợ tăng sinh cái elastin nữa. Không có quá nhiều chất hiện nay có thể làm hỗ trợ tăng sinh elastin đâu. Hỗ trợ tăng sinh collagen hiện giờ cũng chỉ có mới có một số chất thôi, ví dụ như glycolic acid hoặc là vitamin C hoặc là retinoid. Thì ok, cái peptide từ đồng này đây là một cái mà mình đánh giá rất là tốt nha. Ở trong ấm này còn có các thành phần để dưỡng ẩm, ví dụ như là glycerin, các loại muối từ HA, sorbitol, panthenol, vân vân. Thì những cái chất này sẽ là những cái chất mà hỗ trợ làm dưỡng ẩm và làm hồi phục làn da của các bạn. Thì đây là những cái chất hỗ trợ cơ bản rồi. Ở trong cái line này hầu như là sản phẩm nào nó cũng chứa những cái chất đó hết. Thì ok, khá là tốt. Một số cái chất mà ở trong em này nó sẽ đặc biệt hơn một chút xíu. Thì ở trong em này còn có ceramide và arginine. Hai cái chất này khá là ngon nghẻ đó. Tại vì ceramide thì nó sẽ đóng vai trò như một cái gì đó để nó hỗ trợ hồi phục cái skin barrier cho các bạn. Thực sự là trên làn da của chúng ta nhé, nó có ceramide, nó có cholesterol, các loại acid amin nữa. Ceramide nó sẽ hỗ trợ hồi phục cái hàng rào bảo vệ da này, đồng thời arginine cũng có hỗ trợ tương tự như vậy luôn. Đồng thời thì ở trong sản phẩm này còn có một cái khá là hay ho nữa, đó là chiết xuất cam thảo được hỗ trợ làm sáng da cho các bạn. Nhưng mà một mình chiết xuất cam thảo thì nó hơi ít, nên mình hy vọng nếu như mà cái hãng có cải tiến cái sản phẩm này thì hãy cho nó nhiều hơn. Ví dụ như nếu như mà muốn cho nó là làm sáng da nhiều hơn thì có thể bỏ thêm niacinamide vào, không cần quá nhiều đâu, khoảng 3-4%, hoặc là alpha arbutin thì tầm 1-2%, maybe là 2% là ok. Nhưng mà về cơ bản thì fundamental đây là một cái line basic, đây là một cái line hồi phục dưỡng ẩm, thì nói chung là như vậy là ổn rồi. Về tổng kết thì đây là một sản phẩm không chứa cồn mà không chứa hương liệu, đại đa số mọi làn da đều có thể sử dụng được, nhưng mà da khô maybe sẽ cảm thấy nó hơi thiếu một chút xíu và cần khóa bằng một kem dưỡng dày hơn nha. Ok, hai cái sản phẩm cuối cùng mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn thì đây là Fundamental Eye Awakening Gel và đây là Fundamental Nourishing Eye Butter. Hai cái sản phẩm này đều là hai cái sản phẩm dưỡng cho mắt hết. Thì mình sẽ nói với các bạn nhé, tại sao mà mình hồi trước mình sẽ nói là kem dưỡng mắt dùng phí tiền và khi nào nó dùng không phí tiền thì ok, mình sẽ nói cho các bạn luôn. Nhưng mà trước hết là mình sẽ lấy cái cấu của nó ra đã. Giống như các bạn đã biết á, thì mình là một người sử dụng routine có chứa tretinoin và retinol. Thì thật sự là những cái chất mà để tăng sinh collagen và nó có thể thấm tới lớp hạ bì á, không có chất nào ngoài tretinoin với lại retinol nữa đâu. Thì hai cái chất này đang là tốt nhất rồi. Vì vậy khi mà bạn có một cái routine mà bạn sử dụng hai cái chất này và bạn dám dùng nó lên cả vùng mắt nha, thật sự là mình quét hết cái bầu mắt mình luôn á, thì nó thấm vào tới bên trong, nó hỗ trợ tăng sinh collagen từ bên dưới để nó thúc đẩy, nó nâng đỡ cho làn da của các bạn, và nó hỗ trợ làm giảm nếp nhăn ngay từ phía bên dưới luôn. Thì khi mà bạn đang sử dụng một cái routine mà kiểu nó tối đa tới cỡ đó rồi thì những cái chất dưỡng ẩm thông thường ở bên trên nó thực sự các bạn có cần thiết hay không, thì câu trả lời là không. Nhưng mà thật sự là mình biết là không có quá nhiều bạn dám sử dụng như mình, có nghĩa là không có dám mà lấy tretinoin mà quất thẳng lên mắt luôn. Vì vậy thì các bạn sẽ sử dụng kem mắt. Thật sự điều này là đúng, tại vì vùng da mắt của chúng ta thì nó cũng mỏng manh hơn, và cái lớp thượng bì và cái tầng da ở trên cái vực xung quanh mắt thì nó cũng không dày như các vùng da khác. Vì vậy thì nó cũng dễ xuất hiện các vết đứt gãy của collagen và cái kết cấu rồi cái
tách sở ở khu vực đó thì nó cũng sẽ dễ bị nhăn hơn là các vùng khác. Vì vậy sử dụng một loại gel dưỡng hoặc là một loại kem dưỡng có kết cấu dày hơn nếu như trong routine của các bạn không có sử dụng retinol hoặc là tretinoin là đúng chứ không phải sai. Vì vậy thì các loại kem dưỡng về mắt vẫn tiếp tục xuất hiện ở trên thị trường. Thì ok, quay lại về hai sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy là hai sản phẩm này nó sẽ khác nhau một chút xíu ở phần kết cấu. Thì ở bên phải mình sẽ là cái Awakening Gel và bên tay trái của mình nó sẽ là cái Eye Butter. Về cơ bản thì hai sản phẩm này nó sẽ khá là tương đồng với nhau, nó sẽ giống nhau cả về cái bản thành phần luôn. Có nghĩa là nãy giờ mình kể cái sản phẩm kia nó có cái gì thì hai sản phẩm này cũng có cái đó hết. Các loại peptide rồi copper peptide, có nghĩa là peptide từ đồng đó, để hỗ trợ làm tăng sinh collagen type 1 và type 3, đồng thời hỗ trợ làm tăng sinh elastin nữa. Đúng, chính xác, nếu như không có retinol hoặc là tretinoin để hỗ trợ làm tăng sinh collagen ở khu vực đó thì sử dụng copper peptide đồng là một cái lựa chọn chính xác. Hỏi mình như thế nào thì ok, đúng rồi, cái gel này mua không phí tiền nha. Đồng thời hai cái cấu này thì nó sẽ khác nhau một chút xíu. Ở đây thì nó sẽ gel hơn, nó sẽ thấm nhanh hơn. Và cái ở bên này thì nó sẽ là bơ hơn và nó sẽ dưỡng ẩm nhiều hơn. Tại sao có sự khác biệt này? Tại vì ở trong bên này nó chứa hai loại dầu khác nhau. Bên cái Eye Butter thì nó sẽ chứa dầu hướng dương. Dầu hướng dương thì cái base của nó sẽ dày hơn. Bên này sẽ chứa dầu argan và dầu jojoba oil, thì cái base của nó sẽ gần tương tự với da người hơn và nó sẽ cũng mỏng hơn nữa. Vì vậy đây sẽ là sự lựa chọn tùy theo các bạn thôi. Nếu như các bạn thích một cái sản phẩm mà cái kết cấu của nó mỏng hơn và nó thấm vào nhanh hơn, cái kết cấu nó mỏng hơn, nó thấm nhanh hơn thì làm da của các bạn ngậm nước ở khu vực đó cũng nhiều hơn nữa, từ đó thì nó có một cái độ glow hơn thì hiệu quả nó cũng sẽ ok hơn. Còn cái phần Eye Butter thì cái base của nó sẽ dày hơn, thì từ đó nó sẽ dưỡng ẩm cho da mắt của các bạn tốt hơn và hỗ trợ cho các bạn cho cái vấn đề làm mờ nếp nhăn cũng được tương đối tốt hơn nữa. Vì vậy hai cái sản phẩm này mua không phí tiền nha, hai sản phẩm này mua hoàn toàn không phí tiền, chỉ là kiểu nó hơi nhiều nên mình kiểu không biết là xài xử bao nhiêu cho hết. Tại vì một cái chai như thế này thì kiểu bình thường các loại kem mắt của nhà Estée Lauder thì các bạn thấy một hũ cũng có 5g thôi, mà xài cũng khá là lâu rồi, thì một cái này tới 35ml, cái này thì cũng tầm tầm kêu đó đấy, cũng phải 30ml đấy, thì xài không biết bao lâu cho hết. Nên thực sự là hai sản phẩm này là mua không phải tiền nha. Ok, nội dung của video hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng màn chặt chém này sẽ làm thỏa mãn các bạn nha. Nếu như các bạn yêu thích mình và thấy content của mình thích thú thì hãy cho mình một like, một subscribe cho channel của mình. Đồng thời follow mình qua social media Facebook và Instagram. Đồng thời mình cũng có fanpage và TikTok nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.